Không, con đi làm một đề anh Văn đi con. Con làm đi rồi chút nữa mẹ xong rồi rồi mẹ báo con nha. Dạ alo. À dạ 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 rồi dạ dạ dạ.
Alo, có nghe không Thái? Alo, ở sao con nghe tí xíu vậy ta? Alo, ở sao học trễ vậy con? Alo, có nghe cô nói không? Hả? Con có nghe cô nói không? Alo. Dạ con nghe cô. À, sao cô hỏi con là sao vào học trễ vậy? Dạ tại con ngủ quên con. Ờ, hôm sau nhớ học vô đúng giờ nha. Con nghe đi. Rồi. À, sao cô nói con chụp hình lại cho cô mà cô không thấy con chụp vậy? Cái bài kiểm tra hôm bữa trước cô đã nói con là thôi bây giờ đánh đánh lên màn hình đi, con đã không chịu rồi, con đem con viết mà con viết cái gì cô không có nhìn ra, con mở cam lên nào. Cô nói cái gì cô nói lại đâu không cô nói cô. Con mở cam lên đi. Cô nói con đó là sao hôm bữa trước cô nói là con đem con chụp cái màn chụp cái bài con làm á gửi cô mà sao con không chụp? Con chụp mà mờ như vậy thì sao đây? Để cô xem với con sao mà nhìn thấy được. Đây. Con chụp rồi mà cô. Bài thi của con, bài kiểm tra của con đâu rồi? Đây, để đây để cô xem lên với con để coi thử con có thấy không? Con có thấy bài con chụp không mà con nói là con chụp rồi. Đây. Chứ cô là cô không nhìn ra rồi đó. Con viết cái gì đây? Hả? Trời, nó mờ như vậy luôn nè Thái. Con thấy trong màn hình cô share với con không? Nó mờ vậy sao cô nhìn ra? Hả? Con nhìn thấy nó mờ không? Con có thấy không? Đây. Đây nữa, cái này là cái gì? Con có làm được cái chỗ này không? Con 1, 2, 3, 4, cái chỗ này con có làm được không? Cô không nhìn thấy được, con có nhìn thấy không? Bây giờ cô hỏi con nhìn thấy cái chỗ này con viết gì không? Hả? Con viết cái gì vậy? Con chụp như vậy sao cô nhìn ra được? Rồi cô không biết là con có bỏ hay không, hay là con gạch bỏ, hay là con đang làm, cô cũng không biết luôn. Đó, con chụp hình mà con sao con chụp kỳ cục vậy? Sao cô rồi cô nhắn con cũng không có chụp lại cho cô. Cô đã nói con rồi. Con khi con chụp con để cái điện thoại á nó phía trên đây nè, nó phía trên cái tờ giấy á. Nó vuông góc và con chụp chứ không phải con để nghiêng 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 như vậy và con chụp gần lại. Chứ con chụp như vậy, đây nè, ngay cái chỗ này con viết cái gì? Cái chỗ này con viết cái gì đây? Cái chỗ này là trả lời mà con viết như vậy sao cô đọc ra? Còn nếu mà bây giờ mà con không chụp được á thì ngày chiều ngày mai, từ bây giờ tới mai con không chụp được á là chiều ngày mai mình kiểm tra lại thôi. Ha? Con mất một buổi học thôi chứ bây giờ cô đâu có biết đâu. Con viết chữ nghĩa như vậy sao mà được?
cô đề nghị con rồi, cô đã nhắn cho con rồi, con mở cho con cũng không không đọc, con không đọc tin nhắn cô gửi hả? Là con chụp lại cho cô cho rõ ràng cô mới chấm địa được. Đây nè, không biết là ngay cái chỗ này là sao mà viết gì mà nó mờ căm mờ tịt vậy. Ít ra con đã viết mờ thì con phải chụp cho rõ. Đằng này viết cái gì á cô cũng không biết, và chụp con cũng chụp không rõ thì sao cô làm được, cô xem được. Đây nè, bây giờ con đọc cái câu này cho cô coi. Cái câu số 1 này nè, my family gì? Con đọc đi, con nhìn vô trong cái tờ mà con chụp đó. Này là con chụp luôn đó. Con đọc đi nào. My family gì? My family win play shot. We play play shot là play gì? Con chụp lại nha. Tí nữa con học xong là con chụp lại liền cho cô nha. Và con nhớ con chụp cho rõ ràng. Cô đã nói con để gần cái điện thoại lại và con để ở phía trên vậy nè. Còn nếu con chụp không được, con về con nhờ mẹ con chụp gửi cho cô. Cô nhắn cho con rõ ràng rồi mà sao con không làm? À, chứ đâu phải là cô không nhắn. Rồi bây giờ đâu có kết quả bài của con làm đâu. Rồi bây giờ mình học tiếp nha. Rồi cái việc này là con tí nữa học xong con làm cho cô. Rồi bây giờ mình học tiếp nè. Cô cũng bình thường như mắt con thôi chứ. Thôi bây giờ cô trợn lên, cô cũng đâu có nhìn ra con viết cái gì đâu. Bây giờ mình sẽ qua bài số 5. Đây cô share bài với con nhé. Rồi con thấy bài cô share với con không nè? Thấy chữ vậy? Con thấy nó cũng thương vui rồi cô. À bây giờ nó hiện lên rồi cô. Rồi unit number 5. Where will you be this weekend? You be this weekend. Con có cái chuyện mà con chụp cái hình cái bài của con làm mà con làm cũng không được. Con đi học mà con học online cũng nhiều mà chết rồi con chụp vậy sao cô giáo con thấy chấm điểm cho con được Thái? Rồi. Con có một số từ vựng đây. Cái mấy cái từ này con học rồi mà ta. Cái này. What will you do this weekend? Cái này con học rồi. Con bây giờ con mới thấy cô tại hồi nãy con. By the sea.
Có gì đâu mà kỳ. Kỳ gì? Hả? Sao kỳ con? Kỳ chuyện gì? Rồi, bữa nay mình phải học bài 6. Cô xin lỗi. Đây. Unit number 6. How many lessons do you have today? Rồi, con thấy cái màn hình cô xe không nè? Alo? Alo Thái? Con thấy màn hình cô xe không? Alo cô. Con thử con thoát ra, con cấm cái mạng lại đi rồi con vào lại xem. Cô đợi con ha. Con thoát ra con vào lại xem coi nó được ổn hơn không? Con chào cô. Rồi, con thấy ổn hơn không? Được chưa? Ổn hơn cô. Hoặc để cô tắt cái cam đi để coi thử nó rõ hơn không? Con nghe có rõ hơn không? Dạ có cô. Rồi, Unit 6, how many lessons do you have today?
Hôm nay mình sẽ học bài này nhé. Rồi. Lesson 1. Class and subjects. Vocabulary. Here. À. Con sẽ thấy ở đây nè. Ở đây là mấy môn học ở trên trường của con. Con sẽ có môn literature. Nào, đọc với cô nào. Literature. Nào. Literature. Ok. Next, math. Math. History. Nào. History. Chữ này không có đọc là history nha. Từ này là history. History. Đúng rồi. Geography. Geography. Chemistry. Chemistry. Nào, chemistry. Chemistry. Okay, now again, literature. Literature. Nào, literature, đọc to đi nào. Literature. Literature. Math. Math. History. History. Geography. Geography. Chemistry. Chemistry. Now chemistry chứ không phải là chemistry đâu. Chemistry. Chemistry. Nào con đọc đi nào. Nào, literature. Literature. Okay, next. Math. Next. History. Now, history. History. Okay. History. Geography. Now, geography. Geography. Okay, chemistry. Now, chemistry. Chemistry. Okay. Rồi, bên này con sẽ có từ lesson. Listen. Now, lesson chứ không phải listen gì vậy. Lesson. Lesson. Textbook. Textbook. Copy book. Copy book. Crayon. Crayon. Celebrate. Celebrate. Again, lesson. Lesson. Textbook. Textbook. Copy book. Copy book. Crayon. Crayon. Celebrate. Celebrate. Nào, bây giờ con đọc hết lại cho cô xem. Listen. Không, từ bên cái cột màu cam đi con. Literature. History. Now history chứ không đọc làm gì mà history. Đọc gì kỳ vậy? History. History. Now đọc liền lại đi bạn ơi. History. History. Geography. 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 Chemistry. 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 Now, next. Listen. Textbook. Now, textbook. Textbook. Copy book. Crayon. Celebrate. Now, celebrate. Rồi, những cái từ này tí nữa cô sẽ gửi cho con học và ngày mai cô kiểm tra nhé. Literature. Maths. History. Geography. Chemistry. Lesson. Textbook. Copybook. Crayon. Celebrate. Okay. Rồi, tiếp theo. Now. Look, listen and repeat. Hi Long. How was your trip home? Now, hi Long, how was your trip home? Hi Long, how was your trip home?
Now, how was your trip home? How was your trip home? Hi, Mai. It was good, thanks. Now, hi, Mai. It was good, thanks. Hi, Mai. It was good, thanks. It was good. It was good, thanks. It was good, thanks. It was good, thanks. Chữ good không có S bạn. It was good, thanks. Đọc chậm thôi. It was good, thanks. Do you have school today, Mai? Do you have school today, Mai? Do you have school today, Mai? Yes, I do. Yes, I do. Now? Yes, I do. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Now, do you have today? How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? Now, do you have today? Cái chữ today đừng có lên giọng bạn. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. À, môn PE là môn gì vậy con? PE là môn thể dục con. Okay. How about you? Do you have school today? How about you? Do you have school today? How about you? Do you have school today? Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Not today, but tomorrow. Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. I'm still on holiday. How many lessons do you have today? I have. À, ví dụ á, con sẽ có này. Ví dụ như, à, rồi mình đọc lại cái bài đối thoại đó ha. Sorry. Hi, Mai. Hi, Long. How was your trip home? Hi, Long. How was your trip home? Hi, Mai. It was good, thanks. Hi, Mai. It was good, thanks. Hi, Mai. It was good, thanks. Do you have school today, Mai? Do you have school today, Mai? Do you have school today, Mai? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? How many lessons do you have today? I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. I have 4. Maths, Vietnamese, music, and PE. How about you? Do you have school today? How about you? Do you have school today? How about you? Do you have school today? Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Not today, but tomorrow. I'm still on holiday. Okay. Rồi, bây giờ con có phần ngữ pháp nè. How many lessons do you have today? I have.
Ví dụ ai hỏi con là hôm nay con có lớp học nào, có tiết học nào ha, thì con sẽ trả lời là I have rồi cộng với môn học. Ví dụ ở đây con có nè, how many lessons do you have today? I have two lessons, math and literature. Literature. Rồi bây giờ con viết cái câu này vào vở cho cô đi. How many lessons do you have today? I have two lessons, math and literature. Đây, con sẽ ghi là unit 6. Ghi cho đàng hoàng nha. Tí nữa học xong chụp hình gửi cho cô. Coi thử con ghi bài là con ghi như thế nào. Sao cô nói con hoài mà con không có chụp gửi cho cô vậy? Và con chụp cho rõ ràng. Đây là unit mấy rồi cô? Unit 6 rồi. Con coi ở trong ô chat giùm cô đi. Rồi đó, I have two lessons. Đó, con viết vào. Rồi, mình học tiếp nào. Rồi, con nhìn đi. Cái chỗ trong cái câu này nè, có cái gì không hiểu không? Được không? Chắc chưa? Rồi. Point and say, how many lessons do you have today?
I have. À, when do you have? À, bây giờ cô con sẽ có cái câu này nè. How many lessons do you have today? Nào, bây giờ cô sẽ hỏi từng thứ và con sẽ trả lời nha. How many lessons do you have on Monday? Con đánh cái câu trả lời vào trong vở đi. Trong à, con đánh cái câu trả lời trong vô chat đi. Xong chưa nào? Đó, cái câu trả lời của con đó. I have 5 lessons: math, IT, Vietnamese and English. Sao không con không có làm cái từ science? Science là môn gì vậy? Science là môn gì vậy con? Science là môn khoa học đó. Nào, con trả lời nào. How many lessons do you have on Monday? Science. Science. Vietnamese. English. À. Cái môn IT là môn gì vậy Thái? Môn IT. Big. À. Vậy sao cũng không hỏi? Môn IT á là môn máy tính. Môn science á là môn khoa học. Rồi, art là môn gì đây? Là môn vẽ không? Môn vẽ. À, môn mỹ thuật, music. Music là môn âm nhạc không? Vietnamese. Okay. Now, how many lessons do you have on Tuesday? I have. Con đọc hay là con ghi vào ô chat vậy cô? Đọc đi. I have. I have 3 lessons. Math. Vietnamese. And English. Now, rồi con sẽ có cái câu thứ hai. When do you have? When do you have? Ví dụ giống như when do you have mass? Thì con sẽ nói là I have it on Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday and Friday. Con sẽ thêm cái ngày đó vào. Được chưa nào? À. Rồi. How many lessons do you have on Friday? Bạn trả lời nào. Đâu cái ngày nào Friday là ngày nào mà con có four vậy? À, cô. I have three lessons. Lessons chứ không phải là listen. Môn gì? Vietnamese and English. 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 Chứ môn nào mà môn English? Rồi, when do you have English? I have it on Monday, Thursday. Ê, ê, bạn ơi, Monday, Tuesday, Friday chứ. Đọc cái từ này là gì, Thursday hả? Thứ ba mà đọc là Thursday hả? Chữ đó là Tuesday. Tuesday. Now, when do you have science? I have it on. I have it on. Chứ I have gì vậy? I have it on. I have it on Monday. Day, Thursday. Thursday. Chữ Thursday nó có chữ S nữa nè bạn. Thursday. When do you have math? Monday. Now, I have it on. Tuesday, bạn ơi. I have it on Monday, Tuesday, Wednesday. Ai, Wednesday. À, bạn này là bây giờ thứ ngày cũng chưa đọc được luôn. Rồi, hôm sau để ngày mai học, ngày mai nhắc cô dạy cho thứ ngày nha. Hôm bữa học rồi mà bạn này thứ trong tuần. Học đọc gì vậy? Rồi, con nhớ bài về nhà của con cần làm là gì chưa? Thưa cô là viết, viết và copy những môn học và bài học cô. Con nhớ cái việc đầu tiên khi mà xong á, con chụp hình cho cô đi. Chụp hình cái bài hôm bữa vừa rồi á. Cái đó là cái quan trọng hơn đó. Là cái bài nào cô? Literature. Trời ơi, cái bài mà hôm bữa con kiểm tra á Thái. Nãy giờ chứ con học, chứ nãy giờ con học con không hiểu hả? Con không hiểu cô nói gì luôn hả Thái? Con có hiểu không? Ồ, sao mà con hiểu mà con bây giờ con còn hỏi cô là chụp cái bài gì? Rồi con học bây giờ tắt máy xong con chụp liền cho cô nha. Rồi ok, bye bye con. Chụp gửi liền cho cô, con nhớ chụp cho rõ ràng.